Honda Future 125. Lên bộ đi sau SH tại tiệm sửa xe Khánh. Nó rất gần xong rồi nha anh em. Thì xe này lên phuộc luôn ha, phuộc kiểu trong hình dĩa. Nó cấp máy là 150 luôn nè. Anh em mà tới địa chỉ 462-15 đường 3 tháng 2, phường 2, quận 10 nè ha. Đang làm hết cho anh em. Anh em ở xa liên hệ Khánh ha, 038-9910-535. Khánh gửi hàng về cho anh em. Xong hết rồi nha anh em. Lại chờ cho mình lắp bánh xe này, lắp máy vô nữa. Rồi, chào anh em ha.